Tao mà bỏ sạch mục lên cho mùi nhôm, dây lên như này đọc nè, nó mình sạch mục dưỡng nè, cứ chia phần tập hôm với đại liệp nè lưu sạch hay dân ách bỏ chanh bàn, cứ chia mạc khô là chèn. Nè đọc nè ách liệp bê dục lãng hay bỏ chanh nè bê phật còn một tay, anh ấy cứ chia thịp mùi nè không khám make up đại thuở mục dưỡng plua lốn hay mục lòng mọt mòn. Vì sao hả, nà kê đại quả miên môn đôi nhôm á, cơ bình cơ bao lòng pinh chạy ca mòn, cứ ách phở chỉ lại cả nạc mạc mùi nâng bàn. Bê liệp hai nè bê để nhóm phát mục tớ cứ sma sạch lò mến tên, hay nà đọc nè nhóm khinh phóng bao mùi nè nhóm tớ bếch nhóm tiền, miên ná khôi tầng ơ mòn. Tại chỉ khlang là nâng cứ thử thơ sạc mây lăng vệnh, đọc nè khinh sạm chạy ca nhóm chờ nế, cứ sạm khlang hay miên môn chờ nế. Để xa tại môn ổ môn á. Các lãnh thức bó kháng nâng cư để xa tại nhóm ổn đông vị thí xa nhóm tập tập việc lãng bế tới vía chanh cực tích kháng khẽ ở mau môn. Nhưng chẳng chứ ca nhóm nó bê để nhóm apply hào yên đọc nê lòng mọt môn á. Lãnh cư vùng lãnh ní cư ở ban liệp mạng hay cả lãnh nâng cư liệp mạng. Cứ khuyên tham mục vô lòng plua lốn nhóm recommend bởi xanh chế nè đọc nên ít ảnh liệp bình tới mục bàn. Tại sao tại nhóm chăng xạ chia tờ bón á, hình chăng tới bàn nhóm ảnh liệp bình mục. Vì sao mình ảnh nè đọc nè bê phát mục tới lòng smu tay cùng nhí á. Nhóm nhí nhuộn bà lại mùi côn chấn bê nè đọc nè lòng bài kỳ tích tì ọc bình mục mòn. Cho mà chỗ chế bài hãy cứ bỏ nè đọc nè mơ mòn. Mà mùi nâng nè bê đọc bật hai màn mong khối yếu mục lòng plua khô là chen lòng bình mục mòn á.